golden bloom. For me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Soul Audio. Và video ngày hôm nay, như đã hứa thì mình đã có một cái video so sánh chi tiết về ba cái mẫu tai nghe trù LED đang rất là hot trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Đấy là chiếc tai nghe Apple AirPods Pro, chiếc tai nghe Sony VKF1000M3 và đặc biệt là cái chiếc tai nghe vừa mới cho ra mắt đến từ Sennheiser, đấy là Sennheiser Momentum Trù LED 2. Và chắc hẳn các bạn cũng biết được rằng tại sao chúng ta lại có một cái video như thế này. Thì trước đây mình đã có một cái video so sánh chi tiết về hai cái mẫu tai nghe, đấy là AirPods Pro cũng như là Sony VKF1000M3. Nhưng mà cái thời điểm gần đây thì Sennheiser vừa tung ra một cái mẫu tai nghe trù LED được tích hợp khả năng chống ồn giống như là hai cái chiếc tai nghe kia. Đấy là chiếc tai nghe Sennheiser Momentum Trù LED 2. Và có thể nói rằng cái sự ra mắt của cái chiếc tai nghe trù LED đến từ nhà Sennheiser này thì nó đã tạo ra cho chúng ta một cái sự phân vân nhất định trước khi mà bỏ tiền mua cho mình một cái chiếc tai nghe trù LED cao cấp. Chính vì thế, video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành so sánh chi tiết về những cái tính năng, những cái công nghệ hay thậm chí là trải nghiệm chất âm cũng như là cái trải nghiệm sử dụng của mình sau quãng thời gian là gần một tháng sử dụng ở trên ba cái mẫu tai nghe trù LED này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu video luôn nhé. Đầu tiên mình sẽ nói về chuẩn kết nối không dây Bluetooth đi. Thì ở phần này, với chiếc tai nghe trù LED nào nó có chuẩn kết nối Bluetooth cao hơn thì cái chiếc tai nghe đấy nó sẽ được nhiều điểm cộng hơn. Thì ở phần này, đối với chiếc tai nghe là AirPods Pro và chiếc Sony VKF1000M3 thì chúng ta đều được trang bị chuẩn kết nối không dây, đấy là Bluetooth 5.0. Còn đối với chiếc tai nghe Sennheiser Momentum Trù LED 2, tại vì đây là một cái chiếc tai nghe vừa mới cho ra mắt nên nó đã được Sennheiser trang bị công nghệ Bluetooth đấy là 5.1. Có thể nói rằng phần này thì Sennheiser nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với hai đối thủ kia. Nhưng mà theo quá trình trải nghiệm của mình thì mình thấy rằng với chuẩn kết nối Bluetooth 5.0 thì chúng ta đã có một trải nghiệm rất là mượt mà rồi. Nên là cái sự chênh lệch giữa Bluetooth 5.0 cũng như là Bluetooth 5.1 thì nó không quá nhiều. Về chuẩn codec hỗ trợ thì ở phần này, với chiếc tai nghe trù LED nào nó hỗ trợ càng nhiều codec thì mình đánh giá cao về cái chiếc tai nghe trù LED đấy. Thì đầu tiên, đối với chiếc tai nghe AirPods Pro cũng như là Sony VKF1000M3 thì chúng ta sẽ được trang bị hai cái chuẩn codec phổ biến, đấy là FBC cũng như là AAC. Còn đối với chiếc tai nghe đến từ nhà Sennheiser thì ngoài cái việc là trang bị hai cái chuẩn codec đấy là FBC cũng như là AAC thì chúng ta còn được trang bị thêm một cái chuẩn codec rất là cao cấp, đấy là aptX. Và dành cho một số bạn chưa biết thì aptX là một cái bộ mã hóa âm thanh truyền qua sóng Bluetooth và có thể truyền tải được âm thanh với cái chất lượng là tương đương với đĩa CD, tức là 16 bit 44,1 kHz. Và nếu như cái thiết bị phát của bạn, ví dụ như là điện thoại chẳng hạn, hỗ trợ cái codec đấy là aptX thì chắc chắn bạn sẽ có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời ở trên chiếc tai nghe Sennheiser này. Còn về chuẩn chống nước thì tất nhiên đối với chiếc tai nghe trù LED nào nó hỗ trợ cái chuẩn chống nước cao hơn thì chiếc tai nghe đấy sẽ lợi thế hơn. Thì ở phần này, với cái chiếc tai nghe trù LED đến từ nhà Sennheiser cũng như là nhà Apple thì đều được trang bị khả năng chống nước, đấy là IPX4. Còn đối với chiếc tai nghe đến từ nhà Sony thì rất tiếc chúng ta sẽ không được trang bị khả năng chống nước nào. Và như vậy thì nếu như bạn chọn cho mình một cái chiếc tai nghe trù LED để đi tập thể dục thể thao, tập gym chẳng hạn thì các bạn hãy loại bỏ ra cái chiếc tai nghe đến từ nhà Sony nhé. Nhưng nói tới đây thì mình cũng có một cái lưu ý dành cho các bạn, đấy là cái chuẩn chống nước IPX4 thì nó chỉ chống nước, đấy là nước bắn vào mà thôi. Đây là trong quá trình sử dụng thì các bạn cũng nên lưu ý về cái độ chống nước của tai nghe nhé. Tiếp theo là về thời lượng pin, thì đối với chiếc tai nghe là AirPods Pro thì chúng ta sẽ có khả năng sử dụng liên tục, đấy là 5 giờ trong một lần sạc đầy. Còn đối với chiếc tai nghe Sennheiser Momentum Trù LED 2 thì chúng ta sẽ có khả năng sử dụng, đấy là 7 giờ liên tục. Đối với chiếc tai nghe đến từ nhà Sony thì chúng ta sẽ có thời lượng pin, đấy là 8 giờ sử dụng trong một lần sạc đầy. Và trong quá trình sử dụng của mình thì mình thấy rằng cái thời lượng pin ở trên tai nghe thì nó chỉ khoảng tầm là 5 đến 6 tiếng là mình đã có thể thoải mái sử dụng tất cả những nhu cầu của mình, từ xem phim, nghe nhạc cho tới chơi game trong một ngày. Và như vậy thì mình có thể nhận xét rằng thời lượng pin ở trên ba mẫu tai nghe này thì đều rất tốt. Nếu như bạn quá lăn tăn, quá phân vân về cái thời lượng pin của nó thì ok, các bạn hãy chọn cho mình cái chiếc tai nghe nào có thời lượng pin trâu bò nhất, đấy là Sony VKF1000M3 với 8 giờ sử dụng trong một lần sạc đầy. Tiếp theo là về công nghệ sạc không dây, thì ở trên ba mẫu tai nghe này thì chỉ có duy nhất là chiếc tai nghe AirPods Pro thì được Apple trang bị công nghệ sạc không dây. Về tính năng này thì trong quá trình sử dụng của mình thì mình thấy rằng là cái tính năng này nó không quá quan trọng. Hiện tại thì mình đang sử dụng điện thoại, đấy là iPhone, mình nghĩ rằng tính năng này nó sẽ cực kỳ tiện lợi, cực kỳ hữu ích khi mà bạn đang sử dụng một cái smartphone, đấy là Android, mà có tích hợp khả năng sạc ngược cho một cái thiết bị sạc không dây thì cái tính năng này nó mới phát huy được tối đa công năng khi mà chúng ta có thể sạc pin cho tai nghe thông qua điện thoại. Tiếp theo là về công nghệ sạc nhanh, thì đầu tiên đối với chiếc tai nghe là AirPods Pro thì chúng ta sẽ có thể sạc 5 phút và sử dụng đấy là 1 giờ. Đối với chiếc tai nghe đến từ nhà Sennheiser thì chúng ta sạc 10 phút và có thể sử dụng đấy là 1,5 giờ.
Và cuối cùng là chiếc tai nghe đến từ nhà Sony thì chúng ta sẽ cần là 10 phút sạc thì có thể sử dụng là 1,5 giờ. Tiếp theo là tính năng tự động dừng phát nhạc khi đeo tai nghe, thì tính năng này là một thứ rất là cơ bản nên là cả 3 mẫu tai nghe này thì đều được trang bị nhé. Về những thao tác điều khiển ở trên tai nghe thì sao? Trên 3 mẫu tai nghe này thì chỉ có duy nhất là chiếc tai nghe AirPods Pro thì nó sẽ có một cái thao tác điều khiển khác biệt so với 2 mẫu tai nghe kia. Ở trên chiếc AirPods Pro thì chúng ta sẽ được trang bị đấy là cảm biến lực nên là chúng ta sẽ thực hiện những thao tác điều khiển đấy là bóp ở phần đuôi tai nghe. Còn đối với hai chiếc tai nghe đến từ nhà Sennheiser và Sony thì chúng ta sẽ thực hiện những thao tác đấy là vuốt chạm ở trên cái bề mặt cảm ứng khu vực faceplate của tai nghe. Và cuối cùng là hai tính năng tiên tiến và đáng giá nhất ở trên 3 mẫu tai nghe này, đấy là tính năng chống ồn chủ động cũng như là tính năng nghe âm thanh ở môi trường xung quanh. Thì 3 mẫu tai nghe này thì đều được trang bị 3 cái tính năng này. Và để so sánh chi tiết về khả năng chống ồn ở trên 3 cái mẫu tai nghe này xem là ai hơn, ai thắng thì bây giờ mình sẽ nói về khả năng chống ồn nhé. Sau cái quãng thời gian là gần 1 tháng sử dụng thì để có một cái video đánh giá một cách khách quan cũng như là chính xác nhất về cái khả năng chống ồn ở trên 3 mẫu tai nghe này thì mình có mang 3 cái mẫu tai nghe này test ở trong những môi trường rất là khác nhau. Mình thì có mang 3 chiếc tai nghe này lên công ty này làm việc trong những môi trường nó sẽ có những tiếng ồn, ví dụ như là điều hòa này, tiếng gõ bàn phím của đồng nghiệp bên cạnh chẳng hạn. Hay là mình mang 3 cái chiếc tai nghe này ra quán cà phê cũng như là phố đi bộ để test xem là cái khả năng chống ồn của nó chống lại những cái tiếng ồn nơi công cộng xem nó như thế nào. Thì đầu tiên mình có thể khẳng định rằng là đối với chiếc Sony VKF1013 thì nó sẽ có khả năng chống ồn vượt trội hơn hai cái chiếc tai nghe kia. Còn để so sánh giữa cái chiếc là AirPods Pro cũng như là chiếc tai nghe Sennheiser Momentum Chocolate 2 thì mình thấy rằng là cái khả năng chống ồn của chiếc AirPods Pro thì nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với cái chiếc tai nghe đến từ nhà Sennheiser. Như vậy thì mình có thể sắp xếp theo thứ tự giảm dần đấy là Sony VKF1013, AirPods Pro và Sennheiser Momentum Chocolate 2. Và đấy là cái nhận xét của mình. Còn nếu như bạn đã hoặc đang trải nghiệm 3 cái mẫu tai nghe Chocolate này rồi thì bạn cũng đừng quên là để lại cho mình một cái chia sẻ ở ngay phía dưới phần comment của video nhé. Và chúng ta hãy cùng vào tranh luận. Tiếp theo là về khả năng nghe âm thanh ở môi trường xung quanh hay là tính năng nghe xuyên âm. Đầu tiên là chiếc tai nghe AirPods Pro, tiếp theo là chiếc tai nghe Sony VKF1013 và cuối cùng là chiếc tai nghe Sennheiser Momentum Chocolate 2. Sở dĩ mình kết luận như vậy thì trong quá trình sử dụng của mình thì khi mà mình đeo cái chiếc tai nghe là AirPods Pro và mình kích hoạt cái tính năng nghe xuyên âm thì có thể nói rằng cái âm thanh ở môi trường xung quanh được tái tạo rất là tốt. Cái tiếng mà do chính mình nói ra cũng như là tiếng mà người đối diện của mình nói chuyện với mình chẳng hạn thì mình thấy là nó rất là trong và nó không bị méo. Cũng như khi mà mình đeo cả chiếc tai nghe này đi ra đường, cái mức độ tái hiện âm thanh 360 của nó, tức là trước, sau này, trái, phải, thì mình thấy rằng là cái chiếc tai nghe AirPods Pro và cái chiếc tai nghe là Sony với cái F1013 thì làm kiểu cũng rất là tốt. Nhưng mà đâu đấy thì mình cảm giác rằng là chiếc AirPods Pro nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với cái chiếc tai nghe đến từ nhà Sony. Còn đối với chiếc tai nghe đến từ nhà Sennheiser thì tất nhiên nó vẫn khử được những cái tiếng, ví dụ như là tiếng wind noise, tiếng gió thổi hay là tiếng điều hòa xì xào nhỏ chẳng hạn. Nhưng khi mà mình đeo cả chiếc tai nghe này, mình nói chuyện với người đối diện của mình chẳng hạn thì mình thấy rằng cái tiếng của mình cũng như là tiếng của bạn mình nó sẽ hơi bị giảm một chút. Và đặc biệt khi mà mình đeo thử 3 cái mẫu tai nghe Chocolate này, mình mang ra ngoài để chạy bộ chẳng hạn, để test thử xem là cái mức độ chống gió ở trên cái mic thoại của nó xem như thế nào, thì mình thấy rằng cái chiếc tai nghe AirPods Pro nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với cái chiếc tai nghe đấy là Sony VKF1013. Còn đối với chiếc tai nghe đến từ nhà Sennheiser thì nó sẽ thấp hơn một chút so với chiếc tai nghe đến từ nhà Sony và có thể nói là nó sẽ thua hẳn so với chiếc là AirPods Pro. Về cái trải nghiệm đeo thì sao? Thì cái phần này mình sẽ đánh giá dựa trên cái khuôn tai của mình. Thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái khuôn tai của mình, đấy là một cái khuôn tai ở mức độ trung bình. Không biết các bạn như thế nào, nhưng mà cái góc nhìn ở một cái chiếc tai nghe Chocolate đeo thoải mái của mình thì nó sẽ là một cái chiếc tai nghe Chocolate đeo không bị cấn này, nó không bị quá dễ rơi này. Và cuối cùng là nếu như chúng ta đeo trong một thời gian dài, nếu như các bạn đeo xem phim khoảng tầm 2-3 tiếng chẳng hạn, thì chúng ta phải có một cảm giác đeo thoải mái và không quá đau tai. Và có thể nói rằng ở phần này thì chắc hẳn là ai cũng biết được là ai sẽ là người dẫn đầu phải không? Và đấy chính là chiếc tai nghe là AirPods Pro. Có thể nói rằng là một cái sản phẩm đến từ bậc thầy thiết kế là Apple, nên là chúng ta sẽ có một cái tai nghe đeo rất thoải mái luôn. Còn đối với chiếc tai nghe là Sony VKF1013 và chiếc tai nghe đến từ nhà Sennheiser thì mình thấy rằng là nó cũng kiểu tương tự nhau. Sở dĩ cái chiếc tai nghe AirPods Pro thì nó có một kiểu đeo nó thoải mái như vậy, tại vì như bạn thấy đối với chiếc AirPods Pro thì chúng ta sẽ có một cái phần housing nó nhỏ hơn rất nhiều so với hai đối thủ còn lại, cũng như là ở trên chiếc tai nghe này thì nó sẽ có một cái thiết kế cực kỳ độc quyền đến từ Apple, đấy là một cái chiếc tai nghe in-ear mà nó sẽ không sử dụng cái ống dẫn âm. Ở trên chiếc AirPods Pro thì như bạn thấy chúng ta sẽ có một cái phần tiếp tai nghe rất là đặc biệt, có thể tháo ra và cài lại. Chính vì thế khi mà đeo tai nghe thì chúng ta sẽ có một cảm giác thoải mái hơn cũng như là dễ dàng vệ sinh hơn. Đánh giá về kết nối không dây cũng như là độ trễ ở trên 3 cái mẫu tai nghe này thì sao? Sau cái thời gian là gần 1 tháng sử dụng thì mình có thể kết luận rằng là cái trải nghiệm ở trên 3 mẫu tai nghe này thì nó là khá tương đương nhau. Thì như mình nói ở đầu video thì ở trên 3 cái mẫu tai nghe này thì chúng ta sẽ được trang bị cái chuẩn kết nối rất là mới, đấy là Bluetooth 5.0 và Bluetooth 5.1. Nên là cái hiệu suất kết nối ở trên 3 mẫu tai nghe Chocolate này thì mình thấy là nó cũng rất là ổn định cũng như là mượt mà.
Và nếu như các bạn đang phân vân về cái codec thì tất nhiên rằng cái chiếc tai nghe Sennheiser Momentum Chocolate 2, nếu như bạn sử dụng với một cái điện thoại là có hỗ trợ cái codec đấy là aptX thì tất nhiên nó sẽ nhỉnh hơn so với hai đối thủ kia. Và cuối cùng là về phần chất âm, thì đầu tiên đối với chiếc tai nghe là AirPods Pro thì tổng thể về chất âm của chiếc tai nghe này thì nó sẽ là rất là dày ấm. Cái bass của nó thì mình thấy cũng rất là ấn tượng hơn rất nhiều so với cái chiếc tai nghe tín nhiệm của nó, đấy là chiếc tai nghe AirPods 2. Ok, tất nhiên là chúng ta sẽ có một cái chiếc tai nghe in-ear nên là cái bass của nó tốt hơn phải không nào. Về cái mức độ chi tiết ở trên chiếc tai nghe này thì nó sẽ thua so với cái chiếc tai nghe đến từ nhà Sennheiser cũng như là chiếc tai nghe đến từ nhà Sony. Về cái không gian sân khấu tái hiện ở trên tai nghe thì mình thấy nó chỉ đạt ở mức trung bình. Cái khả năng thay lớp nhạc cụ thì mình thấy chưa tốt cho lắm. Ở những bản nhạc có tiết tấu phức tạp thì âm sẽ hơi bị rối kết hợp một chút, với cái lượng bass có phần hơi dư thừa làm cho cái trải nghiệm của chúng ta nó sẽ hơi bị bí bách một chút. Còn về cái âm hình thì nó chưa thực sự rõ ràng. Cái giả bass thì nó dồi dào về lượng nhưng mà nó kiểm soát chưa được tốt cho lắm. Cái phần sub bass thì nó xuống sâu, nó có độ dày và rung tốt nhưng mà cái tốc độ thì nó hơi chậm một chút. Cái mid bass thì mình thấy nó khá là mềm mại nhưng mà nó chưa thực sự là gọn gàng và nó sẽ có phần là hơi lấn giải một chút. Cái giải mid ở trên tai nghe thì mình thấy nó khá là ấm áp, trong trẻo, mượt mà và khá là dày dặn. Về giải chép ở trên tai nghe thì nó khá là sáng, sáng vừa phải, nó kém hơn một chút so với chiếc tai nghe đấy là Sennheiser Momentum Chocolate 2 một chút. Nhưng bù lại thì chúng ta sẽ có một cái giải chép nó mượt và rất là dễ nghe, nó hoàn toàn không xuất hiện cái hiện tượng đấy là sibilant cũng như là cái hiện tượng chói gắt. Tiếp theo đối với chiếc tai nghe là Sennheiser Momentum Chocolate 2 thì cái tổng thể chất âm ở trên chiếc tai nghe này thì nó vẫn rất giống với cái chiếc tai nghe đặt anh đi trước đấy là Sennheiser Momentum Chocolate 1. Cái chất âm của nó thì vẫn là rất đặc trưng đến từ Sennheiser, rất là đầy đặn, ấm áp và rất là mượt mà. Nếu đặt lên bàn cân và so sánh với hai mẫu tai nghe kia thì có thể nói rằng cái chiếc tai nghe đến từ nhà Sennheiser nó sẽ có một cái chất âm nó giàu nhạc tính nhất, cũng như là chúng ta sẽ có một cái nền âm nó tĩnh hơn và tối hơn. Về giải bass ở trên tai nghe thì chiếc tai nghe này thì chúng ta sẽ có một cái giải bass có kỹ thuật khá là tốt, nó sẽ nổi khối và rõ rệt nhất. Cái sub bass thì nó xuống sâu, trầm hùng và có độ rung. Giải mid ở trên tai nghe thì cũng rất là mượt mà, ấm áp và rất là truyền cảm, nó khá là dày dặn và ấm áp nên là các giọng nam trầm thì được thể hiện nó là cực kỳ sống động. Những cái tiếng nhạc cụ ở trong một bản nhạc thì nó sẽ ngả ấm nhẹ một chút, cái độ chi tiết của nó thì cũng rất là tốt và nó sẽ tốt nhất khi mà các bạn sử dụng cái codec đấy là aptX. Và cuối cùng là về giải chép thì giải chép ở trên chiếc tai nghe này thì nó sẽ sáng ở mức vừa đủ, nó dễ nghe. Cái độ tách bạch chi tiết thì ở mức khá, nó sẽ kém một chút so với cái chiếc tai nghe đấy là Sony VKF1-3. Nhưng bù lại ở trên chiếc tai nghe này thì chúng ta sẽ hoàn toàn không xuất hiện cái hiện tượng đấy là sibilant cũng như là cái hiện tượng chói gắt ở trên tai. Và cuối cùng là chất âm ở trên chiếc tai nghe là Sony VKF1-3. Thì cái chất âm tổng thể ở trên chiếc tai nghe này thì chúng ta sẽ có một cái chất âm nó cân bằng, trung tính và rất là giàu chi tiết. Cái không gian sân khấu thì khá là rộng rãi, nó thoáng đãng, cái chiều cao và chiều sâu thì ở mức ổn. Cái khả năng tách bạch nhạc cụ ở trên tai và cái âm hình thì được làm khá là chính xác. Còn về giải bass thì giải bass ở trên chiếc tai nghe này thì nó sẽ có một cái lượng vừa đủ, nó đánh tròn trịa và nó sẽ có độ nảy rất là tốt. Tuy nhiên thì nó sẽ thua kém một chút so với chiếc tai nghe đấy là Sennheiser Momentum Chocolate 2 về cái lượng và cái độ nổi khối. Cái phần sub bass thì nó xuống không được sâu bằng. Giải mid ở trên tai nghe thì chúng ta sẽ có một cái giải mid rất là trong trẻo, cái độ dày nó vừa phải, nó cũng khá là mượt và ngả ấm nhẹ. Cái độ chi tiết của nhạc cụ thì mình thấy cũng rất là tốt. Và cuối cùng là về giải chép thì giải chép ở trên chiếc tai nghe này thì chúng ta sẽ có một cái giải chép nó bén hơn so với cái chiếc là Sennheiser Momentum Chocolate 2, nhưng mà mình thấy rằng nó cũng vẫn rất là dễ nghe. Và vừa rồi mình đã tiến hành so sánh cũng như là chia sẻ một vài cái trải nghiệm của mình trong quá trình là gần một tháng sử dụng ba chiếc tai nghe Chocolate, đấy là AirPods Pro, Sennheiser Momentum Chocolate 2 và Sony VKF1-3. Và sau khi xem xong video này, các bạn nghĩ sao về cái chia sẻ của mình, hay là các bạn có ý kiến nào khác về ba cái mẫu tai nghe Chocolate này thì đừng quên để lại cho mình một comment, một cái chia sẻ ở ngay phía bên dưới phần video nhé. Và nếu như bạn đang quan tâm về ba mẫu tai nghe Chocolate này, bạn muốn mua cho mình những cái sản phẩm chính hãng thì đừng quên truy cập vào đường link ở phần mô tả video nhé. Còn video của mình hôm nay tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.